Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, đâu đó vẫn còn một số người mong muốn đứng trong danh sách hộ nghèo để được nhận trợ cấp và các ưu đãi khác của nhà nước. Thì tại một số địa phương trong tỉnh đã có những hộ nghèo cận nghèo chủ động xin thoát nghèo với suy nghĩ nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Hộ gia đình anh Nguyễn Đăng Nguyên, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, là hộ đầu tiên của huyện Phú Tân đã tự nguyện xin thoát hộ cận nghèo. Đây là hành động đáng được biểu dương, bởi không chỉ giúp những hộ khó khăn nhất có điều kiện ưu đãi hộ nghèo, mà quan trọng hơn đó chính là sự thay đổi nhận thức của người dân trên địa bàn huyện. Qua bình xét hộ nghèo năm 2021, gia đình anh Nguyên được địa phương xét và cấp sổ hộ cận nghèo. Với các chính sách hỗ trợ của nhà nước cùng quyết tâm vươn lên thoát nghèo, sau hơn một năm phấn đấu, mặc dù công việc còn bấp bênh, vợ thì mua cá bán lại, còn bản thân anh thì làm thuê, cuốc đất mướn và phụ hồ. Đứa con trai lớn tìm được công việc ở thành phố Hồ Chí Minh và đứa con trai út tham gia nghĩa vụ quân sự. Chính vì thế, anh Nguyên đã tự nguyện xin ra khỏi hộ cận nghèo, tự lực phát triển kinh tế. Cuộc sống mình thì nó cũng còn bấp bênh, cũng làm thuê làm mướn. Mà thấy trong địa phương mình cũng có mấy cụ cũng già yếu đó, rồi người ta cũng khổ. Mình tính mình rút ra như vậy để cho địa phương trang trải cái phần này cho những người khác đó. Cho nên mình vợ chồng mới quyết định xin rút ra khỏi sổ hộ nghèo. Mà mình cũng phải cố gắng mình làm mà để đừng mà thoát nghèo. Chứ tôi cũng sợ như mình mang cái sổ hộ nghèo và mình nhờ cậy sổ hộ nghèo hoài thì mình cũng khó mà thoát được vậy đó. Cho nên mình rút ra để như mình nỗ lực cũng để mình vượt qua ra khỏi cái nghèo. Anh Nguyên và chị Liên có nguyện vọng tốt là muốn thoát khỏi cảnh cận nghèo để nhường phần đó cho người khác, thì đó là sự đóng góp cho xã hội rất tốt. Tại vì mình đã cố gắng phấn đấu được thì như vậy thì mình đã thoát được cảnh nghèo thì hạnh phúc rồi, thì nhường cái đó cho người khác thì cái đó là một hành động tốt. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, cùng với các xã thị trấn trong huyện, xã Long Hòa đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, nên đa số các hộ nghèo trên địa bàn xã đã có ý thức, trách nhiệm tự lực vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của địa phương. Tính đến cuối năm 2021, xã giảm còn 148 hộ nghèo và 235 hộ cận nghèo. Địa phương thì cũng biểu dương tinh thần của anh và tinh thần tự nguyện, thì cũng đã anh cũng là một cái tấm gương sáng, góp phần cổ vũ động viên cho người nghèo phát huy tinh thần tự lực, phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn trong cái thực hiện cái chương trình giảm nghèo của địa phương. Có thể thấy cái được lớn nhất trong công tác giảm nghèo ở đây là không chỉ nâng cao đời sống vật chất cho người nghèo mà còn làm thay đổi nhận thức của từng hộ gia đình. Tấm gương tự nguyện xin thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo như hộ anh Nguyễn Đăng Nguyên sẽ là động lực để các hộ nghèo, cận nghèo khác nỗ lực vươn lên. Tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước sẽ dần được xóa bỏ. Thay vào đó là tinh thần nỗ lực tự vươn lên tham gia các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã và đang được huyện nhân rộng. Từ đó giúp cho người lao động tăng thêm thu nhập, nâng cao mức sống, chất lượng thoát nghèo bền vững.